xin giới thiệu cùng quý vị và các bạn khu du lịch biển Tân Thành thuộc xã Tân Thành, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang, cách trung tâm thành phố Mỹ Tho 50 km về hướng đông và cách Sài Gòn khoảng 7 km theo đường quốc lộ 50. Từ Sài Gòn đi theo hướng quốc lộ 50 về huyện Cần Đước, tỉnh Long An, qua cầu Mỹ Lợi đi theo quốc lộ 50 vào thị xã Gò Công, đến ngã tư ao Trường Đua rẽ phải theo hướng đi tỉnh lộ 862 khoảng 15 km nữa là đến được bãi biển Tân Thành. Bãi biển Tân Thành dài khoảng 7 km, riêng khu du lịch biển Tân Thành có bờ kè dài gần 300 m, tuy nhiên một số đoạn bị sụt lún và xuống cấp gây trở ngại cho việc đi lại của du khách. Từ đây nhìn ra xa, ta thấy những chiếc chòi giữ nghêu cao lên khênh trên sóng biển. Nhưng điều hấp dẫn du khách đến với Tân Thành chính là đặc sản miền biển. Đến đây, du khách có thể vừa thưởng thức hải sản, vừa ngắm gió biển rất thú vị. Biển Tân Thành nằm giữa các cửa sông Xoài Rạp và sông Mekong nên nước có nhiều phù sa, thích hợp cho việc nuôi thủy hải sản. Vào lúc thủy triều xuống, để lộ bãi cát đen mịn, đải rộng mênh mông. Nhìn xa xa, du khách sẽ thấy những vệt đen lấm tấm nhấp nhô, đó chính là lúc người dân đi cào bắt nghêu. Ngoài ra, du khách có thể đi ra chiếc cầu tàu dài hơn 300 m dẫn ra biển, ngắm bình minh nhô dần lên mặt biển, hít thở không khí trong lành, tắm biển rất thú vị. Biển Gò Công nổi tiếng với con nghêu, sam, móng tay, sò huyết và các loại tôm, cua, ốc, vân vân, được chế biến thành những món đơn giản mà thơm ngon. Do đặc điểm dùng biển Gò Công ít sóng gió, nước biển có nhiều phù sa, đáy cát pha bùn, có nhiều thức ăn phù du và các loại thảo nên thích hợp cho việc nuôi nghêu và thủy hải sản. Vào những ngày cuối tuần, ngày lễ, du khách từ Sài Gòn và các tỉnh đổ về biển Tân Thành thích thở không khí trong lành từ gió biển, thưởng thức những món đặc sản biển tươi ngon và ngắm các ghe thuyền đánh bắt hải sản lên đên nhấp nhô theo từng con sóng thì còn gì thú vị cho bằng.